Tam Anh xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị được mọi sự bằng an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin gửi đến quý vị một bản tin mới đó là dòng chia sẻ xót xa của cô gái 19 tuổi ghi là nạn nhân trong xe container ở Anh. Cứ tưởng sang tay màu hồng, sang rồi mới biết toàn là màu đen. Mới đây người thân của Bùi Thị Nhung sinh năm 2000 tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An đã nhận được thông tin từ cảnh sát Anh nhờ vào những đặc điểm nhận dạng họ xác nhận nhung là nạn nhân thiệt mạng trong thùng xe container không còn hy vọng gì nữa cho gia đình trước đó những dòng chia sẻ của nhung khiến không ít người xót xa tại nghệ an hà tĩnh những gia đình có người thân đang mất tích ở anh đang rất hoang mang lo lắng khi chưa có bất cứ thông tin chính thức nào về xác định danh tính của các nạn nhân dù một tia hy vọng nhỏ nhất họ đều cầu mong người thân của mình không phải là một trong 39 nạn nhân số số đó, nhưng hy vọng cứ dần vụt tắt khi lần lượt các gia đình nhận được những cuộc gọi từ cảnh sát Anh để xác nhận một vài thông tin về các nạn nhân. Trong số những gia đình nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Anh liên lạc để xác nhận thông tin nhận dạng, có gia đình của Bùi Thị Nhung, sinh năm 2000, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Trong những ngày qua, người thân của Nhung vẫn luôn hy vọng về một phép màu sẽ đến với gia đình. Tâm Anh đã vào Facebook của Nhung và đã thấy được một số hình ảnh của Nhung cộng với những status Nhung viết ở trên trang Facebook của mình. Và kể từ ngày container phát hiện ra ở trong nước Anh và 39 người chết ở đó thì tới nay trên status của Facebook của Nhung không còn viết những status mới nữa. Xin tiếp tục bản tin. Trước khi mất liên lạc với gia đình vào ngày 21 tháng 10, Nhung đã có những chia sẻ đầy tâm trạng trên trang cá nhân về những dự định, ước mơ về con đường mình chọn khiến không ít người không khỏi xót xa. Ở nhà cứ tưởng sang Tây màu hồng, sang rồi mới biết toàn là màu đen. Khi đọc những dòng chia sẻ của cô gái trẻ khi đặt chân lên xứ người, ai cũng không khỏi đau lòng, xót xa cho em. Em còn quá trẻ nhưng đã chấp nhận bôn ba xứ người để gia đình mình có cuộc sống tốt hơn. Được biết gia đình của Nhung có hoàn cảnh rất khó khăn. Cách đây 2 năm, bố của Nhung bị ung thư và qua đời. Nhung trở thành trụ cột chính trong gia đình vì mẹ thường xuyên đau yếu, không thể lao động nặng nhọc. Nhung mang theo ước mơ đổi đời, vượt qua rất nhiều khó khăn để tới được trời Âu. Gia đình cho biết để Nhung có thể sang Âu Châu làm việc, gia đình đã phải cầm cố sổ đỏ, vay mượn khắp nơi hơn 200 triệu đồng Việt Nam để trả cho người môi giới với hy vọng Nhung có thể làm việc tại một tiệm neo Hành trình ra nước ngoài làm việc của Nhung bắt đầu từ tháng 8 năm 2019. Nhung đã sang Trung Quốc trước, sau đó tìm đường đến Đức rồi Bỉ. Nhưng dường như khi đặt chân đến nơi mà Nhung từng mơ ước, Nhung nhận ra trời Âu không phải là thiên đường như nhiều người vẫn nói. Trong thời gian ở Đức, một trong những người bạn của Nhung tại Berlin Đức đã chia sẻ: "Chúng tôi có gặp nhau vài lần khi Nhung ở Berlin. Khi đó cô ấy rất vui vẻ, thoải mái" Sau đó, người bạn này cũng mất liên lạc với Nhung khi cô quyết định rời Đức để tiếp tục hành trình đến nước Anh. Đầu tháng 10, Nhung chia sẻ chùm ảnh rạng rỡ khi khám phá thành phố Russell, Bỉ, chụp ảnh tại khách sạn của Bỉ và một số địa điểm khác ở Bỉ. Trong thời gian này, trên trang Facebook cá nhân, cô hay than thở về sự bế tắc trong cuộc sống và viết status gửi mẹ ở quê nhà. Cùng người bố đã mất, khiến ai cũng không khỏi xót xa cho cuộc sống cô đơn xứ người, không người thân của cô gái 19 tuổi, một mình em phải chịu đựng để hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn sau này. Nếu bây giờ con nói con không ổn, con mệt mà thật sự, con cố gắng nhưng sự cố gắng của con dường như không được đền đáp, con cảm thấy cô đơn trong môi trường mà con hằng mơ ước và phải cố gắng rất nhiều để được bước vào đây. Con tuổi thân khủng khiếp, con không hiểu tại sao con như thế này, con không thể biết đến bao giờ con mới hòa nhập được. Con chỉ có thể biết rõ một điều là ngay lúc này đây, con nhớ bố, nhớ bố đến phát điên lên được. Con cần bố, cần bố ôm con vào lòng, cần bố cho con niềm tin để con bước tiếp. Những ngày tiếp theo của Nhung trên đất Pháp là những chuỗi ngày cô đơn vô định khi cô còn quá trẻ để có thể chịu đựng. Một cô gái mới 19 tuổi cô độc tại xứ người, không người thân quen và nỗi nhớ nhà đến phát điên. Con đang trong giai đoạn khó khăn quá bố ạ. À con chẳng biết làm gì và chẳng biết bắt đầu từ đâu mẹ ở nhà đang phải lo trăm việc bao nhiêu thứ mẹ phải suy nghĩ vì thế nên con chẳng muốn mẹ phải phiền lòng vì con ấy thế mà bây giờ con lại suốt ngày nằm đây chán nản con chưa đủ tự tin con cứ mông lung trong cái đống hỗn độn do con tự tạo con bất lực nhìn ngày qua ngày con vẫn chưa có gì trong tay đã một tháng nay con trở thành một kẻ lười biếng và vô dụng con chán nản con con khiến con cục súc và khó tính nằm thở dài nghĩ chuyện tương lai và giờ thì con đang khóc con không biết tại sao con khóc khóc vì gì vì bản thân con hay vì ai khác đến điều đấy con còn không lý giải được con sắp ngạt thở trong cái bầu không khí này rồi bố ạ à. con bố có thể giúp con không một mình như này con hoang mang lắm nhung tâm sự với bố người bố đã chết Ngày 25 tháng 9 năm 2019, Nhung viết trên trang cá nhân của mình dòng chia sẻ: Tôi cảm thấy cô đơn ở chính nơi mà tôi từng ngày mơ ước được đến. Những dòng chia sẻ đủ để thấy được hiện thực về giấc mộng trời Âu tàn khốc như thế nào. Giống như chú của Nhung đã nói, con bé không có bằng cấp để kiếm được một công việc tốt ở đây. Cả bạn bè nó cũng thế, ra đi và gửi tiền về là lựa chọn duy nhất. Một cô gái mới 19 tuổi đã lựa chọn bươn chải nơi xứ người để thoát nghèo. Cô gái đấy còn quá trẻ để có thể một mình bươn chải với cuộc sống ngoài kia. Ai rồi cũng sẽ bất lực, tuyệt vọng, mệt mỏi giống như cô nếu rơi vào hoàn cảnh đó. Những lúc như thế này, chỉ có gia đình là điểm tựa cho Nhung, là động lực để cô tiếp tục cố gắng, cũng vì gia đình. Nhung đã lựa chọn con đường tha hương. Ai cũng không khỏi xót xa khi đọc những dòng chia sẻ của cô gái 19 tuổi này đất khách quê người. Mẹ đêm lạnh nhớ mặc áo ấm. Con nhớ mình lúc nhỏ quá mẹ ơi. Những ngày con bệnh mẹ thức trắng đêm. Đúc từng muỗng cháo lo lắng từng giờ, nay con lớn khôn, tìm đường để bước xa mẹ ngày một nhiều hơn. Xưa xa con ăn đầy đủ lắm. Mẹ đừng nghĩ nhiều. Chỉ là không được ngon như mẹ nấu ở quê nhà thôi, con cũng quan tâm con những khi có được tiền không như mẹ chẳng cần gì vẫn đùm bọc con, chúc mẹ luôn bình an. Cắm sổ đi đi nước ngoài, tin nhắn cuối cùng là tin chúc mừng mẹ nhân ngày phụ nữ Việt Nam. Theo chia sẻ của người mẹ này, gia đình có bốn chị em, Nhung là em út nhưng lại là đứa thiệt thòi nhất. Mới học hết lớp 9 thì bố bị ung thư vòm họng nên phải nghỉ học để vừa đi làm vừa có thời gian chăm sóc bố ở bệnh viện. Cách đây 2 năm, bố của Nhung mất vì bệnh căn nhà do bố tích góp để xây vẫn còn chưa hoàn thiện. Cũng vì vậy, cô con gái Út nóng lòng muốn thay đổi cuộc sống, muốn gia đình đỡ khổ hơn nên đã bàn với mẹ cấm sổ đỏ để có tiền đi nước ngoài. Hôm 20 tháng 10, em tôi nhắn tin vào số máy của anh trai, chúc mừng mẹ nhân ngày phụ nữ Việt Nam. Sau tin nhắn đó, Nhung thông báo con đang chuẩn bị lên đường sang nước Anh. Đến ngày 21 tháng 10, cuộc điện thoại cuối cùng em nói với mẹ rằng mẹ đi nhà thờ thì cầu nguyện cho con gặp nhiều may mắn nhé mẹ. Chị của Nhung đau xót kể lại như vậy. Kể từ giây phút này, người thân của nạn nhân hoàn toàn mất liên lạc. Sau khi biết được thông tin về việc phát hiện 39 thi thể trên xe container ở Anh, trùng với thời điểm gia đình mất liên lạc hoàn toàn với Nhung, gia đình đã làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An với mong muốn xác minh được thông tin về Nhung. Người mẹ già yếu đã gục ngã khi nghe tin dữ về con, họ đã chuẩn bị để đón nhận kết quả đau lòng nhất. Di ảnh của cô gái 19 tuổi với nụ cười rạng rỡ nhưng khiến ai cũng không khỏi đau lòng. Thẩn thờ bên chiếc bàn thờ con gái mới lập, bà Hiện chia sẻ, gia đình chúng tôi chỉ còn nguyện vọng duy nhất là được nhìn lại hình hài của con. Mới đây nhất, có một số người thuộc cơ quan chức năng tiếp tục trở lại gia đình lấy mẫu máu và hỏi nguyện vọng của gia đình. Bà muốn đưa thi thể con về hay để thiêu Tôi trả lời, nguyện vọng là được đón con về. Bà Hiện buồn rầu nói đây là thông tin dập tắt mọi hy vọng của gia đình. Sau đây là bài thơ comment của bạn Sơn Thanh trên Việt World TV. Từ Trung Quốc đưa người đất Việt biết bao nhiêu chuyện quá đau lòng. Bởi vì đâu thiệt mạng vậy không? Vì họ muốn đi tìm hạnh phúc. Vì gia đình quá ư cùng cực phải ra đi gạt lệ phân ly trời không thương nên để sầu bi mang ly biệt người đi kẻ ở người còn sống giờ lo trả nợ kẻ đi rồi gian dở trần gian nỗi sầu người ở lại phải mang ôi bất hạnh đau thương chồng chất nhớ người đi lòng buồn chất ngất cha mẹ già giờ chích khăn tan mang xa xa vọng tiếng khóc than hỡi cao xanh sao đành tâm thế thôn xóm nghèo ngập tràn dòng lệ tiễn người đi một buổi chiều đông đã xa rồi thôi hết trông mong thắp nén hương cho lòng thanh thản một nhành hoa tỏ lòng thương cảm hãy yên lòng nhắm mắt ngàn thu trời chiều nay Hà Tĩnh âm u như ngậm ngùi tiễn đưa lần cuối nước sông Lam đục màu đỏ ối như máu người dân Việt tha phương thân chào các bạn anh, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin này trên việt sky tv khắp hoa kỳ và canada quý vị có thể bấm subscribe đăng ký kênh youtube việt world tv để comment bình luận và theo dõi những bản tin tiếp theo kính chúc quý vị có cuộc sống dư dật và yên ấm xin trân trọng kính chào